ơi, sáng dậy sáng được không? Dậy sáng nè con. Dậy sáng nè. Để rửa mặt rửa tay ăn sáng nè nhé. Con ngồi đây ba rửa mặt cho nè. Đây nè. Đây kia nè. Đây này. Ba tí nha, ba đây lấy khăn nhé. Ngon không con? Hả? Tối ngủ ngon không? Ừ, con đi vô nhà đi. Con ngồi đây đợi ba tí nha. Đợi ba tí mà làm đoạn sáng cho rồi ba đi làm một tí đã nhá. Tí ba làm đoạn sáng nha. Ngồi đợi ba tí nha. Con đừng ra ngoài trời nắng đấy nhá. Ngồi đây nhá. Thank you.
Đang sáng không? Ô đi đâu rồi? Đi đây. Đi đây, đang sáng không? Ô lại đi đâu nữa rồi? Đi đây. Đi lại đi chơi đâu nữa rồi? Đợi về đi ăn sáng thôi chứ. Mới đi chơi đâu không biết. Đâu về đây hả? Có đồ ăn sáng sao có bánh mì và cái món này? Cô tự nấu cái này á. Anh nào có mời cô đi xuống nè. Rồi đi xuống đây. Đúng rồi, giỏi. Cho bà lấy xuống cho. Cái này con đều tự đi mua hay sao? Hả? Cái này con tự chiên luôn à? Con giỏi đấy. Tính kìa con đi ăn sáng mà con đi đâu rồi á? Tự nhiên đi làm cái này hả?